10C5 dành cho Bi. 3 tiếng 19 phút. Vâng, 3 tiếng 20, nghĩa là 40 phút nữa thì cái stream này sẽ bị hết giờ. Vâng, bởi vì theo Facebook nó sẽ chỉ cho stream 4 tiếng một lần thôi. Chào Lương Gia Phương, chào màn đêm và khói. Và tôi rất thích màn đêm nhưng tôi lại không thích khói nhiều lắm. Và chào tất cả anh em đang có mặt ở trên kênh khung chat của game, vâng, của fanpage ChipBoy. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, và mọi người nhớ share nhiệt tình. Người ta thấy hơi ít người và càng ít người đi thế nào không nhiều nổi. Vâng, anh em share kiểu gì mà càng share càng ít người, nó ngược đời như vậy. 10/12 bắn máy tới từ game của ChipBoy, và đây là một bầy hiêu gồm có 6 con. Em đang đưa về với nhân chính của mình. Gỗ đầu gần, bài ổn. Vẫn Kami. Vâng, chào Bùm Bùm Chiếu, vẫn là mình đấy. Thích khói idol, đi idol ơi á. Vâng, thực ra thì nói thật với mọi người là em không hút thuốc. Em chỉ chơi... Vâng, em chỉ hút thuốc... Vâng, em không thuốc lá, chỉ hút thuốc lào thôi. Vâng, thực ra đùa như vậy thôi, thực ra em không hút thuốc nên là cũng không thích khó nhiều lắm. Mình thì thích màn đêm bởi vì thực ra thì đêm chơi có nhiều thứ để chơi hơn ban ngày. Anh có bình luận cúp C1 không? Vâng, cái này thì có lẽ là không thôi. Cúp C1 ý bạn là cúp bóng đá đúng không? Vâng, tương lai thì không biết như nào, nhưng hiện tại thì mình đang không bình luận bóng đá gì cả. Vâng, sắp tới Hải Mario thấy bảo là hình như cũng làm được cái hợp đồng gì đấy, không biết phải không. Nếu như sau đấy thì rất có thể là mình với Hải cũng sẽ hợp tác và bình luận trên kênh Talk, và hy vọng rằng mọi người sẽ ủng hộ. Một tên mà game thủ ChipBoy vừa kích đốt chuột. Vâng, có quả phụ mình của ChipBoy, mặc dù nó ở vị trí là tương đối xa. Facebook của em là facebook.com/Kami đẹp trai nhé mọi người nhá. Em thấy dòng anh bình luận bóng đá được đấy. Vâng, cảm ơn em. Kami hay về Yên Bái không em? Thực ra em chỉ về Tết thôi, và những lúc cần những cái giấy tờ gì đấy thì em về, còn không thì sẽ ở Hà Nội. Mục đích vào để nghe Kami đẹp trai bình luận. Ui chào. Vâng, cảm ơn anh Biện Hoàng Sơn Bục rất nhiều. Lần đầu tiên em nghe được cái câu mát lòng mát dạ. Nhưng mà dù sao thì anh hãy ủng hộ cho cả em và cả ChipBoy. Thực ra ChipBoy ngày hôm nay nó đánh cũng rất hay, cũng rất cố gắng đấy chứ. Cực kỳ cố gắng. Vâng, để có thể cống hiến cho anh em những cái trận đấu mãn nhãn nhất. Và những trận đấu mà tham bị đè, những trận đấu mà bài xấu, nó vẫn không nản chí, vẫn cố gắng hết sức mình. Em thấy tinh thần thấy là ổn. Kami 24 năm nay chắc bí lắm nhỉ. Vâng, làm gì đến nỗi nào. Vâng, ghẹ 45 cân, 40 cân thì vẫn có thể mua được mà anh em. Vâng, thi thoảng làm con ghẹ là hết, vâng, hết ngay. 8-15 và 27 đâm dân AC. Vâng, mặc dù có một tên kích chuột đúp nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì, vẫn ngon lành. Vâng, 23% tới từ Bi. Và cũng là 27 nông dân. Trận đấu này thì khả năng rằng game thủ ChipBoy là người lên đời sớm hơn rất nhiều rồi. Quay mặt Kami đi. Giọng em giống giọng vơ thế. Thực ra thì nói thật với mọi người, giọng em chả giống giọng vơ một tí nào cả. Kami đẹp trai nhất game TV phải không? Vâng, xin trả lời anh rằng mỗi người một quan điểm, nhưng mà về sự thật thì nó đúng là như vậy. Vâng, chào tất cả anh em nhá. Vâng, cảm ơn mọi người, anh em chat nhiệt tình quá. Chuẩn bị lên đời xong dành cho ChipBoy. Đây sẽ là chiếc BA và đây là BM. Xe đấu này cũng sẽ là xe đấu cuối cùng trong buổi giao lưu ngày hôm nay. Vâng, hy vọng rằng mọi người... Quên mọi người nhớ đăng ký kênh, like và share, và quên mất còn phải đăng ký kênh của ChipBoy nữa. Quên. Anh em nhớ đăng ký kênh của ChipBoy ấy. Để khi nào mà ChipBoy có những cái kèo đấu stream thì nó sẽ thông báo đến Facebook của mọi người. Quên mất thì chết, vâng, từ nãy giờ cứ vào like và share. Quên. Phán cho con lô đi Kami, ngày hôm nay thì em đã phán lâu rồi. Đó là con 19 và 91. Anh em đừng nghe Hải Ốc Châu mà hãy nghe em. Vâng. Một người không bao giờ đánh lô, phán chắc chắn sẽ chuẩn hơn là một người vâng nghiên cứu đánh suốt ngày như ông Mario Ốc Châu. Khẳng định mọi người một câu như vậy. Vâng, quay trở lại với trận đấu này. Đây chắc chắn sẽ là một bài lên đời sớm hơn tới đội của ChipBoy. 8-15 với 27 nông dân. Như vậy là cũng gần như là mắc binh. Lên đời sau, BA thứ 2 dành cho ChipBoy, có BA thứ 3. Lên đời sớm hơn khá nhiều dành cho ChipBoy. Và hơn một dân so với BiBi. Tất nhiên là em phán lô là phải phán lô trúng rồi, thì anh em phải bảo phán lô trượt trên không. Có ai bảo anh đến cặp lô trượt 1991 ở giờ vào 30/32 4A đâu thiết kế lực khỏe quá thì ChipBoy. Một thanh niên vâng đánh cung giờ rất ít khi đánh 5A, chỉ là 4A thôi. Sóc đều tên đầu tiên. Vâng, tên đầu tiên đều. Mục tiêu đó là góc 12 giờ. Hải Mario toàn Gato với Kami rõ ràng rồi. Ốc Châu, một bên là Ốc Châu, một bên là đẹp trai, tất nhiên người ta sẽ phải Gato rồi. Vâng, tôi không đánh giá rằng Ốc Châu đó là một đức tính hay. Vâng, có lẽ nó sẽ chỉ xuất hiện ở những người có vần ô giống như kiểu Hải Mario hay là Gmo thôi. Vâng, một số ít những ngoại lệ khác, ví dụ như Văn Hưởng hay là U98. Quay trở lại với trận đấu này, tham lai là 46/60 dành cho game thủ ChipBoy. 12 giờ không có người. Vâng, ChipBoy đang tụ 2 tơn. Vâng, bạn chỉ đang đi luôn tơn tới 3. Và đây là nhà của BiBi. Rất nhanh chóng một dân của BiBi nằm xuống. Vâng, và đây là BA của đối phương. Hit and run sẽ là tốt hơn. Như tôi đã đánh giá thì nếu như ở những tình huống đấu quân điều R thì AC sẽ có lợi thế hơn so với hit, do những tình huống vâng, chạy ngang. Các bạn nếu như các bạn điều R, các bạn điều chạy ngang thì việc đối đầu với cung R AC Ram chạy ngang sẽ là khó hơn so với cung R hit, bởi vì vâng tốc độ bắn của những con cung R hit vâng của những con cung R AC Ram sẽ là nhanh hơn. Tham lai là 51/60, một tình huống vâng dương đông kích tây tới từ game thủ ChipBoy nhằm có thể có được một tên lọt vào trong vị trí của đối phương. 4A vẫn đều, vẫn là 4A vẫn đều. Pha về rất nhanh tay tới từ game thủ vâng BiBi. Sóc quân sóc dân đều nào. Tham lai đang 61/60, mất một cung đờ trong tình huống này. Lùi lại một chút xíu. Vâng, vị trí nhà vâng mặt yếu của đối phương đã biết rồi, mang đông dân ra đóng thêm A đi em. Tham lai là 61. Có BA thứ 5 sau khi đã nâng cấp trận đấu 2. ChipBoy không phải là một trong những game thủ có khả vâng đánh theo lối đánh là đóng BC và sóc quân sớm, mà đó là một lối đánh sóc quân đều và ra dân đều, một vâng một nhà N ra dân đều. BiBi cũng đang cơ cấu một nông dân đi ăn vàng để có thể nâng được đồ máu sớm. Nhưng đây là tên lao lên tới từ game thủ ChipBoy, có vẻ như là không ổn. ChipBoy vâng BiBi đang là người đông quân hơn, nhưng ChipBoy đang chỉ vâng cố gắng để ăn dân của đối phương mà thôi. Đây là tên vâng lao lên tới từ game thủ vâng tới từ game thủ BiBi. Nó rơi vào tầm khoảng 3 tên cùng R tới từ game thủ vâng tới từ game thủ BiBi. BiBi đang không chú ý tên điều R nhà mình, BiBi đang đứng dưới dốc, đi lao vào nhà của game thủ hay là ChipBoy. ChipBoy có 5A trong trận này không, chỉ là 4. Cái BA kia chưa được xây xong. BiBi mang nông dân lên để có thể đỡ nhà. nhưng tôi đang có cảm giác rằng Bi không đỡ được, trong khi nhà của ChipBoy một tần quân nữa nở ra là vâng, ChipBoy có thể đỡ được nhà thôi. Vâng, và ở phía bên kia thì BiBi cũng đang cần một tơn quân nữa để có thể đỡ được nhà. Cân phớ thôi, chỉ là cân phớ. Vâng, nhưng Bi đã không có quá nhiều tay, ChipBoy đang là người có nhiều tấn công ở nhiều mặt trận hơn. Bi quyết định thiếu quân lấy dân trong tơn này. Tham lai của ChipBoy tụt xuống chỉ còn là 49. Cần phải cẩn thận hơn, tơn đấu quân ở nhà kìa. Vâng, ở nhà như vậy là BiBi cũng đã đỡ được nhà. BiBi cũng đã đỡ được nhà. Ôi, ChipBoy mất nhiều dân quá. Thẳng lại ChipBoy tụt xuống là 46/68. Mặc dù lực của em thì vẫn đang là khỏe, mất hơi nhiều dân so với quy định. Thẳng lại tụt xuống thì còn là 4x, tương đối là nguy hiểm. Cơ cấu lại nhà cửa một tơn nhanh. Vâng, hồi lại timeline nào. Tơn này là một tơn mà ChipBoy tôi đang có cảm giác là ChipBoy thiệt hại nhiều hơn so với BiBi. Vâng, timeline hồi lại là 52/84. Tiếp tục đi quân. Chúng ta không thể đánh được một thế thủ mãi được. Vâng, cơ cấu rộng ra một chút. Bây giờ thì là 5A bắt đều. Vâng, phát hiện ra quân của Bi. Vâng, Bi đã có một tần quân bị lỗi nhưng Bi không chú ý trong tình huống này. Bi giật quân trở lại và như các bạn cũng đã biết rồi, đấu quân thì bao giờ và những tình huống rút lui, bao giờ những tình huống phải trả giá. Tham lai của ChipBoy đã dồn lên là 61/96 ở thời điểm hiện tại. Bi có một tấn mất quân khi đi lỗi. Trận có 2 đã có rồi, không được để cho Bi nâng lửa cái đầu máu. Cần phải dồn quân lên liên tục và gây áp lực lên nhà của game thủ BiBi. Đây là thời điểm mà có lẽ rằng Bi đang ít quân hơn so với ChipBoy. Luôn nhớ rằng ChipBoy là người mất dân thôi, còn quân thì ChipBoy là nhịn hơn. Vâng, ăn thêm được 2 dân nữa của Bi. Tấn công từ hai mặt. Chắc chắn rằng Bi sẽ có những con nông dân đang khai thác ở bãi gỗ này. Chắc chắn là như vậy rồi. Vâng, tấn công ở cả hai mặt. Bi đỡ hộ tôi tấn này đi. Bi đỡ đi. Vâng, công liên tục. Xong dân em ơi. Gỗ thực rất nhiều. Ra chặt gỗ. Chuẩn rồi. Vâng, đấu quân. Vâng, đường đã rộng. Đường đã rộng mở. Tiếp tục sóc dân ra để ăn gỗ đi. Tham lai là 76/104. Sóc quân đều trong trận này. Bi sẽ khó thở dần theo thời gian. Vâng, tách một vài con cung lờ vào trong đội chính. Vâng, cần thiết thì sẽ là một tần hồi mã thường đứng ở trên dốc để chờ đợi xem động thái của BiBi sẽ là như thế nào với cái cung lờ này. Nếu như Bi mang quân ra đỡ thì chúng ta thấy kiểu cánh quân này sẽ lao thẳng xuống và bắt luôn tấn cung của BiBi. Còn nếu như trong trường hợp Bi đổ nhà thì đây cũng là kích quân. Vâng, như vậy là Bi quyết định đổ nhà mang về. Mang kích quân này về. Đây là một kích quân chiến lược của BiBi, của game thủ ChipBoy khi đứng ở chủ động đứng ở giữa bản đồ để chờ đợi ý đồ của BiBi. Và ý đồ của BiBi đó là đổ nhà trong trận thi đấu này. Vậy vâng, bây giờ thì sẽ là công việc của game thủ ChipBoy, đó là phải đỡ được nhà và ăn dân được của BiBi khi mà có một cái cung đờ to đang đứng ở trong ruộng chính của BiBi. Giữ tham tốt nào, lực khỏe. Tham lai là 82/108. Vâng, không quá khó để đỡ nhà. Bi không có nhiều quân. Vâng, bắt không quá khó để đỡ nhà. Tham lai của ChipBoy đang là 82/108. Còn Bi chắc chắn bùng nhà. Nhiệm vụ của ChipBoy đó chỉ là cơ cấu lại nhà cửa một tơn. Còn Bi thì đã là bùng nhà hẳn rồi. 12 giờ chăng? Phải chăng 12 giờ thế là cơ sở của Bi? Vâng, không có trên góc 12 giờ. Bi còn cơ sở ở đâu? Bi quyết định quay trở lại nhà của mình. Nhưng Bi không có dân để bảo kê, vâng, không có quân để bảo kê những con nông dân. Thì ChipBoy sẽ là người tàn sát những con nông dân này của BiBi. BiBi có quân bảo kê nhưng số lượng của quân của Bi đang là rất ít. Và đây là tơn dồn lên, nhưng vẫn luôn nhớ rằng ở nhà vẫn đang bị móc thì em ấy cả. Vâng, hai cung đờ của Bi vẫn đang ăn khá nhiều dân của ChipBoy. Nhưng timeline của ChipBoy vẫn đang là 87. Vâng, dồn lên nào. Vâng, Bi đang dồn lên những tơn cung đờ cực kỳ nhỏ lẻ. Còn đây sẽ là tơn đóng nắp quan tài của game thủ Hello ChipBoy dành cho Bi. Quýt. Quýt. Vâng, tôi đang chưa thấy BiBi quýt. Kìa, Bi dồn thêm tơn quân nữa. Ôi ôi, đông nhá, đằng sau kìa. Vâng, như vậy là Bi quýt luôn rồi. Tôi đang định nhắc ChipBoy rằng Bi có một tơn quân rất to đang công vào khu vực mặt yếu của game thủ ChipBoy thì Bi đã quýt. Tỷ số là 1 đều trong set đấu thứ 5 dành cho ChipBoy.